Chào mừng quý khán giả thân mến đã quay trở lại với kênh Về Miền Tây Bắc. Có những gia đình có rất là nhiều người con nhưng bố mẹ không thể chăm lo được cho các con một cách chu đáo, đầy đủ. Và có những cái gia đình thì cả cuộc đời họ mong mỏi chỉ có một người con để có thể yêu thương, chăm sóc nhưng cũng không thể có được. Đó là những hoàn cảnh mà Long muốn nói tới về hai cụ già sống với nhau ở trong một thung lũng nhỏ. Xin mời mọi người hãy đồng hành cùng Long nhé. Xin mời. Và hiện tại thì Long đang có mặt tại huyện Simacai, tỉnh Lào Cai. Nơi đây thì quang cảnh vô cùng đẹp các bạn ạ. Đây thì có một cái căn nhà chỉnh tường đối diện phía xa xa kia thì họ đã bỏ hoang rồi. Và sau đó là hai gia đình đã di chuyển về đây để xây hai căn nhà rất là cứng cáp. Nơi đây thì nó cách gia đình của bốn chị em dín chừng khoảng 2 km các bạn ạ. Đó là một cái thửa nương ngô của gia đình anh Kính á. Thì hôm nọ thì mình ngồi nhà anh Kính thì mọi người đó chia sẻ tại khu vực nương ngô của anh Kính thì có một cái gia đình rất là hoàn cảnh. Và Long đang đi bộ xuống. Xe thì để trên kia các bạn ạ, đây là một cái con đường đất xuống khá là dốc. Có lẽ cái đường này chính này là để di chuyển cho hai gia đình ở dưới kia rồi. Đường này nếu mà đi xe máy thì nếu không chở nhiều đồ thì cũng có thể cố đi được đấy mọi người. Chỉ sợ trời mưa thì đường đất đỏ này sẽ rất là trơn. Đây Long hỏi thăm thì biết được hai căn lều của hai cụ ở dưới cái thung lũng, cái chỗ mà nhiều rau xanh kìa. Đấy. Ngay cũng gần gần cái khu nương ngô của gia đình anh Kính thôi. Bây giờ thì Long sẽ di chuyển xuống, có lẽ là sẽ vào gia đình ở bên cạnh này để nhờ một người dẫn vào để có thể phiên dịch được. Nghe nói là ông bà cụ cũng lớn tuổi rồi và không biết tiếng phổ thông. Ông cụ thì khá nặng tai mọi người ạ. Và không có con cái gì cả. Đấy, thì hôm nay Long mới biết sơ sơ như vậy thôi, chưa biết được câu chuyện cụ thể ra sao. Và xin mời mọi người hãy cùng trải bước theo Long để xuống tìm hiểu cuộc sống của hai cụ ra sao nhé. Cảnh đây đẹp thật sự đấy. Đây các bạn ạ, mình nhờ được hai bạn ở gia đình bên này, có lẽ là ít tuổi hơn mình rồi. Quay mặt đây xem nào. Chị bên này chị sinh bao nhiêu tuổi rồi? 27 à? 27 chị gọi em bằng anh rồi. Còn em bên kia? Em 21 ạ. 21 à? Thế hai chị em tên gì đấy? Em tên Xoa. Xoa á? À. Ừ. Em con... tên là Rúa. Rúa à? Xoa Rúa thì dẫn anh đi xuống dưới hai ông bà cụ đi. May quá xuống đây. Này nhờ ngay được hai bạn hàng xóm của căn lều của hai cụ. Mình nghe nói thì hai cụ thì sống ở bên trên kia các bạn ạ, nhà chính của hai cụ trên đó. Gia đình thì được làm bằng một cái ngôi nhà đất ấy. Thế bảo cũng tiêu điều lắm rồi. Còn đây là cái căn lều các bạn ạ. Nhưng mà đa phần thì hai cụ sinh hoạt ở căn lều này cả ngày. Ở đây thì hơi gió ù, mọi người nghe cái mic nó sẽ hơi ù một tí, mọi người thông cảm nhé. Quang cảnh đây đẹp chưa? Đấy. Đây, toàn cảnh đây. Đấy, phía xanh xanh giữa chính màn hình đó là căn lều của hai cụ đấy. Còn phía trước mặt mọi người xa xa đấy là cái lương ngô của gia đình anh Kính. Ở bên phía tay phải Long thì đó là cái khu vực đổ rác của huyện các bạn ạ. Nhưng đây thì không khí thì nhìn thì rất là trong lành nhưng mà thi thoảng có cái mùi gió từ cái bãi rác kia đi ra thì cũng rất là khó chịu đấy. May quá mình xoang nên không cảm giác được mùi cái mùi đấy lắm. Nên là cảm giác cái không khí ở đây nó vẫn là rất là mát. Kể ra bị bệnh một chút thì mũi này lắm lúc cũng có lợi ghê. Bây giờ di chuyển xuống rồi. May quá nhờ được hai chị em nhiệt tình quá. Chứ nếu mà xuống đấy mà hai cụ mà không biết tiếng phổ thông nữa mình không biết nói chuyện kiểu gì luôn ạ. Hôm nay thì Long có mang một chút cái món quà từ ông bà, cô dì, chú bác đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, có thành lập quỹ thiện nguyện gửi tới kênh Về Miền Tây Bắc, kết nối yêu thương để gửi tới bà con vùng cao những cái món quà vô cùng thiết thực. Ví dụ như là dầu gội đầu, sữa tắm, kem bột đánh răng để có thể có những sức khỏe tuyệt vời, những món quà gửi từ Mỹ về luôn. Ngoài ra thì Long cũng trích quỹ thiện nguyện Về Miền Tây Bắc 200.000 đồng để mua một chút ngũ cốc, sữa tươi và sữa ông thọ nữa để cho hai cụ có cải thiện sức khỏe một chút. Gió quá.
lũng này thì nó hút gió nhiều lắm các bạn ạ, nó là khe núi mà. Hai chị em chân dài đi nhanh thế. Con đường liên thôn thì ở tận trên cái chỗ cái cột điện trên cao kia cơ. Mình vừa thấy loáng thoáng có hình bóng của cụ trai rồi, không biết là cụ gái có nhà không. Cụ trai thì nghe nói bảo bị cái gì chân đi lại cũng không vững. Lạc giữa một vườn hoa, hoa cải nhé. Cụ hai cụ có nhà không em? À có ạ. À có ạ, thì may quá. Ô. Chào cụ nhá. Ơ thế cụ gái đâu? À. Em hỏi cụ gái ở đâu? Ông ăn cơm chưa? Hỏi ông ăn cơm chưa? Bây giờ là 2 giờ chiều rồi mọi người. Không biết đấy, đang đóng bếp này không biết ăn cơm chưa? Chưa. À chưa à? Ui giời, 2 giờ rồi vẫn chưa ăn cơm. Ông cụ là nặng tai đúng không? Ờ, thế thì phải nói to to một chút. Bác hỏi ông bảo gì? Bác bảo chưa ăn sáng. À chưa ăn sáng à? Ui giời, thế thì bảo bác cứ nấu cơm ăn cơm bình thường đi. Món nào ăn cơm đúng không? Không chớ luôn rượu các bạn ạ. Mình ở trên người bản cái bông này bao nhiêu năm tháng học được 2 câu. Em ơi, hai em ngồi xuống đi. Ngồi xuống tặng quà cho ông cụ giúp anh với. Thôi thì thế hỏi xem nào, bà nhà trên à? Đã sư nhà kia. Đã sư à. À bà đi chợ gì à? À rồi ok. À, thế thì cứ ngồi nói chuyện với ông một lúc đi. Kẹo bánh ngon cỏ. Kẹo Mỹ gửi về đấy. Cái gì nhỉ? Em tên là gì anh lại quên. Xoay em dở từng thứ ra một, em cầm giúp anh một chút nhé. Cái đấy là đúng rồi. Đấy, đây là một cái đấy là một chai sữa tắm, một chai dầu gội đầu mà em cứ đưa tất cho cụ, bỏ ra đưa tất cho cụ. Đấy, chai dầu gội đầu, em giải thích giúp anh nhé. Một chai tắm, một chai dầu gội đầu, chai trắng là chai dầu gội đầu nhé. Cái đấy là bánh sòng tắm em ạ. Sao bông tắm. Còn túi kia, đấy cái túi to đấy là ngũ cốc em nhé. Em hướng dẫn ông pha giúp anh với, pha với nước nóng ấy. Bột ngũ cốc, cái này thì để pha với nước nóng. Pha nước nóng uống, nó tốt cho sức khỏe lắm. Đây còn đấy là một bịch sữa tươi với cả hai bịch sữa ông thọ. Mình biết là người già thì hầu như là không có răng nên mình không mang kem đánh răng mọi người ạ. Có nhiều lúc mà quên đi mang cả đem kem đánh răng đi. Ông
ơi, đấy là những cái món quà hôm nay cháu thay mặt cho ông bà, cô dì, chú bác đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, có thành lập quỹ thiện nguyện gửi tới kênh Về Miền Tây Bắc, thì hôm nay cháu gửi tới ông một chút cái món quà nho nhỏ, động viên sức khỏe ông bà nhé. Và ngoài ra thì đây là con gửi ông 200.000 để ông vâng mua gạo. Nị khai con nè, lò nhiệt tăng, em nói chú anh nhé. Ông mua chứ con à? Ông bảo là anh không có tiền thì thôi. À không không, đây là món quà của ông bà gì chú bác. Để vào trong này cho nó. Thế ông cứ nấu cơm đi, nhá. Thì có con món nào nè? Có món gì cho anh em con ăn với? Chắc nó, ông chỉ có rau thôi. Nó mó. Nó mó, nó xấu. Món canh thằng nó xấu, nó mó. Đấy, để cho ông cụ nấu ăn nè. Cũng sáng chưa ăn, chưa ăn, bây giờ 2 giờ chiều rồi mọi người ạ. Mình quay qua mọi người một chút cho mọi người biết được cuộc sống của ông bà cụ thế nào. Em có biết nhà trên không? Tí em dẫn anh lên đấy được không? Bây giờ chở ông cụ về, ông cụ đau chân không biết có về được không nhỉ? Cứ suy nghĩ đi nhé. Anh đi quay một tí. Ôi đây là cả một cái vườn rau rất là rộng của ông bà con ạ. Ông thì đang bị đau chân, đi cứ thế khuệu, sợ làm được nhiều rau dã man luôn này. Đó, đây là một cái thửa ruộng này. Ruộng này là ruộng của ông hay là ruộng của nhà nào đây em? Em ơi, em có biết đây là ruộng của ai không? Ruộng ông luôn à? Có một thửa đây à? À, thế là hai ông bà cấy những này là đủ ăn rồi đúng không? Còn rau này thì trồng để hái đi chợ. Đi chợ để chân ông đau này thì chắc là không đi được rồi, chỉ có bà đi thôi. Đa phần là rau cải mọi người ạ. Đây thì mùa này thì bán hết cái cải lá rồi, bây giờ chuyển sang cái ngồng á, đây này. Mình quay một chút cho các bạn. Hai chị em thấy cười gì? Đây các bạn này, đây những cái ngồng cải này này. Đó, hái đi những cái ngọn nào nó mập ấy thì hái ra thì tước đi và ăn cái nõi bên trong rất là ngon, cả hoa nữa. Cái mùa này thì chỉ bán ngồng thôi. Còn những cái hoa lớn hơn thì sẽ làm giống luôn, sau này nó khô thì phơi khô làm giống vụ năm sau. Bây giờ cũng không còn nhiều thứ để thu hoạch nữa rồi. Nhìn thì xanh mướt này thôi chứ các bạn ạ. Chứ bán thì không được bao nhiêu cái bút đâu. Có cả cái vườn này hái có khi là được chục mớ rau ạ. Rộng thực sự ạ. Bạt ngàn luôn. Ôi ô, hai ông bà làm. Cái này thì cả ngày, cả tháng vật lộn ở dưới đây rồi chứ có khi nó cũng không về nhà mấy. Còn đây là căn lều của hai ông bà cụ. Nhà thì là có riêng rồi mọi người nhá, nhưng mà căn nhà cũng khá tiêu điều mình nghe kể như vậy. Còn đây là căn lều, nhưng mà đa phần ông bà sẽ sinh hoạt ở căn lều ấy thôi. Bởi vì là tất cả nguồn sống của ông bà ở đây hết mà. Mình vào căn lán này và thăm ông bà cụ một chút. Thực ra là đối với ông bà mà không có con cái các bạn, cuộc sống cũng rất là thiếu thốn về tình cảm. Còn về lương thực thì cái ruộng này thì ông bà cũng đủ ăn. Còn rau cỏ này thì cứ hái để mà sau đó mua bán thức ăn, thì nói chung là hai cụ không bị đói đâu. Đó, nhưng mà thực sự là sau này mà già yếu thêm một vài tuổi nữa thì không có con cái thì cũng rất là khổ. Đây là một cái giường nhỏ này các bạn ạ. Chắc là dùng để ngủ trưa này. Đây là, xem mình xem là gì. Ồ, đây là thóc mọi người ạ. 2, 4, 6, 8, 7 tải, 7 tải rưỡi. 7 tải rưỡi thóc này thì có lẽ là ở cái thửa ruộng kia rồi. Những cái cày cũ cũng được vứt ở trồng trơ ở đây. Bởi vì là ông cũng không còn sức lao động nữa. Đó, đây là cái căn lều các bạn ạ. Bà hôm nay thì đi chợ nên là rất là đáng tiếc mình không được gặp bà. Thì hỏi chuyện một chút. Ông thì không biết tiếng phổ thông, máy quá nhờ được hai bạn kia phiên dịch. Bây giờ mình đầu ăn. Ôi dồi, gió lùa như này thì bao giờ mới chín các bạn. Không nói chuyện được mọi người ạ. Ông vừa vạch cái chân xem nào. Cái chân bên này nè. Cái chân bên này xem nào, mình làm sao.
đứng dậy anh, ông thử đứng dậy xem có được không? Ông xem nào. Có sói nè. Ông thử vạch cái chân lên xem bị đau kiểu gì. Có một cái không sao đâu. Teo hết rồi đúng không? Ông bác thử đi xem nào, thử đi xem có đi còn vững được không? Em bảo thử đi một đoạn xem anh xem. Xem đi kiểu gì. Ui giời. Lúa mà. Mình nhờ hai bạn phiên dịch và ông đi nhờ ông đi một chút rồi, chân khẹo hết rồi. Củi của ông thực hiện đun nấu cơm này thì được đun bằng cái cây ngô các bạn ạ. Cái này mà phải ngồi đun liên tục chứ đứng dậy cái như vừa ông nhờ mình nhờ ông đứng dậy để xem cái chân của ông thế nào thì vào lại tắt biến mất rồi. Này xem bữa cơm của ông thế nào. Bà thì đi chợ từ sáng rồi. Đây là cơm hay là gì? À cơm à. Cơm trắng các bạn ạ. Ông ăn về gì? Dạ, không có gì cả. Không có các bạn ạ. Không có gì. Đây là cái siêu nước. Còn cái nồi kia chắc là nồi đun rau nhưng mà hiện tại là cũng không có gì cả. Thế là ông ăn cơm không rồi. Trời. Xóa ơi, em hỏi giúp anh là ông ngày trước ông bà không có con à? Vâng, không có ạ. Có ai không? Có. Có rồi mất hay là không có luôn từ đầu rồi em? Không có luôn từ đầu. À thế à? Ông lò mó đi, Bảo anh ăn rồi, anh không ăn đâu, ông ăn tự nhiên đi. Ồ thế ông ăn cơm không à? Ồ. Cơm trắng không ạ. Cơm nếp hay là cơm tẻ đấy? À cơm nếp à? Ồ. Ôi trời ơi, chỗ sống chỗ chín. Em ơi, em nói chuyện với ông là anh em mình xin phép bà không có nhà nhưng mà anh em mình qua nhà ông một chút để xem nhà ông ở như nào. Ông bảo gì? Ông đồng ý không? Ông ở đâu chân nên mình cũng không muốn cho ông phải di chuyển về nữa các bạn ạ. Bây giờ leo lên cái đoạn dốc kia thì rất là mệt. Em hỏi ông chiều tối ông có về không hay ông ở đây luôn? Chọn đồ cái mình chơi nè. Chọn đồ mình chơi ai gặp bữa nào? Dạ thế giờ. Nhi giờ nó mất trẻ thì muốn giờ nó trẻ lớp bà. Dạ thế giờ bà giờ bà chọc kia là giờ chúng mình đi du. Thế tí ông về thì anh chở ông về luôn em ạ. Em không phải sang nữa. Em đỡ vất vả. May quá đi gặp ngay hai bạn. Hôm nay cũng không biết nói gì nữa. Tối anh có được không? À tối mới về á? À? Vâng. Ôi bây giờ mới 2 giờ mà. Thế em sẽ anh đi con tí em về. À rồi ok. Em cũng đi đường đấy về đi. Vâng. À rồi, thế thì tuyệt vời quá. Thế thì cứ để cho ông ở đây ông trồng rau, nhỉ? Vâng. Chứ bắt ông về thì không ai trồng rau cũng sốt ruột. Anh tên gì nhỉ? Anh tên Long. Em bảo giúp anh là anh Tiên Long nhà anh ở Yên Bái đến tặng quà cho ông. Bây giờ thì anh em mình xin phép về nhà ông một chút. Còn ông cứ ở đây trồng rau, không phải về đâu. Bây giờ phải xin lỗi. Bây giờ tôi nói hôn lòng nè, nhắc bọn em bái tôi nè. À, nếu hôn lòng nè. À, nhắc em bái tôi. À, nhắc em bái tôi. Con bắt tay ông một chút, Cho ông sức khỏe nhá. Đã. Để anh em mình xin phép đi.
cháu về đây, ăn cơm nhá. Thôi thôi để hôm khác. À, vâng vâng. Hôm qua mời mình anh em mình ăn cơm các bạn ạ. Cũng muốn dùng bữa với ông lắm nhưng mà nhờ hai bạn này dẫn đi thì sợ các bạn này đợi lâu quá. Chụp được nhiều ảnh chưa? Bây giờ thì anh em mình về các bạn, về nhà ông bà xem là ông bà đang sống cái cuộc sống ở nhà như nào. À, thấy cái lưng nhỏ nhỏ, đổi bên cái kia này là của người khác các bạn, nhà ông đám to này. Nhà trình tường kìa các bạn, 2, 4, 6, 7 con, 8 con, 9 con. Ôi, tuyệt vời chưa. Ở đây nếu mà cái bãi rác còn không có ở đây thì không gian đẳng cấp luôn. Nào, bây giờ mình nhờ em gái xóa kia dẫn sang nhà ông bà để xem cuộc sống ở đó như nào. Có lẽ nó không có chìa khóa vào nhà đâu. Nhưng mà hôm nay mình đến cũng khá là sớm thì nhờ các em chứ ông thì giờ mà chở ông về thì không ai trông cái vườn sau kia. Đó các bạn ạ, đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, cứ đi nhiều vùng sâu vùng xa vùng cao này thì mình có thể bắt gặp được những cái hình ảnh rất là đáng thương. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy cái bãi rác này, cái chỗ mà có một chút cái xi đấy. Đấy, người ta xây bao quanh đó là cái khu trung tâm đổ rác. Ở đây thì sườn đây thì đa phần người dân ở chợ đi trồng ngô hết luôn này. Mùa này thì mùa ngô hết rồi. Khu này thì không được trồng lúa, có một cái thửa ruộng nhỏ nhỏ của ông bà kia là còn nước đấy. Có nguồn nước ra luôn. Rồi các bạn ạ, cái phần cái hình ảnh cuộc sống của ông cụ với cả bà cụ thì hôm nay rất là đáng tiếc không gặp được bà cụ ở tại căn lều mà trồng rau cỏ là như vậy. Còn bây giờ thì mình sẽ nhờ em gái xóa cái dẫn sang nhà gia đình để xem cuộc sống ở nhà thì như nào mọi người nhé. Xin mời mọi người ấy tiếp tục đồng hành cùng. Đây các bạn ạ, mình đang có mặt trước gia đình của ông bà cụ rồi. Đây thì có một cái thanh tre chắn này để cho kiểu trâu bò nó phải vào á. Giờ mình đi vào một chút. Đấy, đây cái bồn nước này chắc là bồn nước của xã cung cấp rồi nên mới có cái bồn kiểu này. Đấy. Bây giờ thì vào bên trong quay cho mọi người một chút cái hoàn cảnh của ông bà cụ, cái ngôi nhà ra sao mọi người nhé. Đây, một căn nhà chỉnh tường các bạn ạ. Nhưng mà đấy nhiều củi thế. Đây, cửa thì được đan bằng vách tre. Nhưng mà khóa rồi. Mà vắng nhà khóa rồi mình không vào được bên trong. Mình nghĩ là bên trong cũng tỉnh toàn, cũng chẳng có gì bởi vì căn nhà chỉnh tường đất mà. Đây, một cái khe nhỏ này. Ồ, mình nhìn được vào bên trong mọi người ạ. Tông hống đất. Toàn cây que bên trong thôi. Cũng không có gì. Đây là mướp giống. Mướp giống treo khô này các bạn ạ, cái quả mướp già mà nó gần gốc ấy thì người dân ở trên mình hay lượm về để treo lên khô lên để mùa sau có thể cấy xuống đất. Cũng đến sắp đến mùa mướp rồi, tầm này là cấy được rồi đấy. Đấy, sơ qua là như vậy đi mọi người. Cũng không có gì đâu bởi vì là gia đình của ông bà cụ cũng khá lớn tuổi rồi. Và hiện tại thì Long đang có mặt trước cửa gia đình của ông bà cụ. Hôm nay thì bà đi chợ, còn ông thì đang trông cái vườn rau ngoài đó nên nó không thể về cùng mình được. Mình chủ yếu mình quay đây để biết được nhà cửa của ông bà ra sao các bạn ạ. Đó là một căn nhà chỉnh tường, được làm bằng những cái chỉnh tường đất này cũng đã lát hết rồi. Và ngoài ra thì xung quanh nhà thì được bao bọc bởi những cái lan được làm bằng tre lứa, cũng rất là tiêu điều. Và
cái cuộc sống hôm nay mà Long muốn chia sẻ với các bạn, đó là ông bà thì cũng rất là lớn tuổi, ông thì bị chân đau đấy, lê lết đi đường đấy, mà cũng rất là chịu thương chịu khó lao động, thì cũng không để phụ thuộc ai cả, không phụ thuộc vào nhà nước hay chính quyền gì. Mặc dù không có con cái để nương tựa nhưng mà ông bà vẫn có thể vận động để lao động được như thế. Đó là một cái điều đáng chúc mừng các bạn ạ. Hôm nay Long đến thì mang cái mục đích muốn chia sẻ thông điệp từ mọi người về những cái hoàn cảnh rất là nhiều, hoàn cảnh đặc biệt trên vùng cao. Và đối với ông bà ở đây thì cái hoàn cảnh đó thì mình cũng không nói tới là quá khó khăn hay như nào cả, mà mình muốn gửi tới thông điệp đó là với những cái cuộc sống khó khăn như vậy nhưng mà con người ở đây thì rất là chăm chỉ và làm ăn như vậy. Hôm nay Long gửi món quà của ông bà có gì chú bác đã sinh sống và làm việc tại Mỹ, có thành lập quỹ thiện nguyện tới Long để gửi cho ông bà những cái món quà như thế để tặng, để khích lệ cái tinh thần cũng như là chúc cho ông bà một sức khỏe thật là nhiều. Và tới đây thì video của Long xin kết thúc. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn toàn thể quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thực sự là khi mà ở cái căn lều của hai ông bà cụ á, thì mình cũng muốn đợi ông đến sầm tối thì ông về, thì mình sẽ like ông về á. Nhưng bởi vì nhờ em xóa dẫn đi nên là cũng tranh thủ thôi. Thì vừa nãy thì em xóa có về các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ cố lán lại để đợi được bà vợ của ông cụ di chuyển về nhà. Thì cũng rất may mắn vì ngồi đây đợi cũng khoảng 2 tiếng đồng hồ các bạn ạ. Bây giờ mình xem nó bao nhiêu giờ nhé. À, bây giờ là 16:34 các bạn ạ. Mình quay từ 2 giờ, bây giờ là 2:34. Và cuối cùng thì sự kiên trì cũng như là nỗ lực của bản thân nó nhỏ thôi. Thì ngồi đợi thì cũng chả làm gì các bạn ạ. Thì cũng rất là may mắn bởi vì bà cụ cũng đã di chuyển từ chợ về nhà rồi. Bây giờ thì mình cũng sẽ vào để trò chuyện một chút, bởi vì là hôm nay buổi chiều ngày hôm nay thì cũng thông tin gửi đến ông rồi nhưng mà bà cũng chưa hiểu chuyện á. Mình vào thì xin phép vào bên trong để ghi hình lại một chút, chứ bản thân mình cũng áy náy lắm, bởi vì là ghi hình ngoài cửa thì nó cũng không giải quyết vấn đề gì cả, mà muốn làm sao quay thực tế cuộc sống của bà con vùng cao á để cho mọi người hiểu hơn. Bật điện lên. Và đây là căn nhà bên trong các bạn ạ. Đấy, ở đây là có một cái bếp chỉnh tường bằng đất. Thì đồng bào người Mông thì luôn luôn có một cái bếp này rồi. Nó là cái điều rất là ngẫu nhiên và đã từ xa xưa để lại. Ở đây là một cái căn bếp bình thường được nấu ngay cạnh nhà. Thì cái cổng chính của nhà thì ở ngoài kia cơ, nhưng mà bây giờ ông bà cũng di chuyển hết bằng cái căn cổng phụ này. Và đây là căn nhà trong mọi người ạ. Đó. Cháu quay tí nhá. Bà thì không hiểu tiếng phổ thông đâu các bạn ạ. Đó, thì hôm ở ngoài cổng kia thì mình cũng nhờ một số bạn trẻ phiên dịch cho mình á, thì cũng xin phép vào nhà thì bà cũng hiểu cái nội dung là vào nhà rồi. Đấy, căn nhà thì cũng không có gì đâu các bạn. Ở đằng sau này là một wow, thực sự là rất là truyền thống các bạn này, có một cái vòm cửa được làm bằng đất. Và đi sau này có lẽ mình phỏng đoán là cái khu vực này là cái khu vực mà chăn nuôi ngày xưa đấy. Đó, bởi vì là đồng bào người Mông ấy thì đa phần là căn nhà thì liền kề với cả khu vực chăn nuôi luôn. Còn đây là căn nhà chính. Ông ấy không thấy có giường chiếu gì cả các bạn ạ. Ồ, có lẽ là căn nhà này ông bà rất là hiếm khi trở về đây, mà đa phần là ngủ ở ngoài lán luôn rồi. Đây là một cái hành lang ở bên ngoài. Đấy, chính ra đây mới là cửa chính các bạn nhé. Đây mới là cửa chính này. Nhưng bây giờ thì rào hết rồi và đi bằng cửa phụ, bởi vì ở đây là nó trước cửa một cái vực ấy, nên không có đường đi lại gì cả. Một cái chuồng gà, bây giờ mình cũng không thể chăn nuôi gì cả. Được cái lượm rất là nhiều củi. Một cái bàn gỗ vuông để là dùng bữa cũng đã để lâu rồi. Một cái đây, rất là lâu mình không thấy hình ảnh này. Đó là một cái thân cây được đục ở giữa, đó là một cái gần như của một cái cối dài ấy, để có thể giã bánh dày, truyền thống của người Mông luôn, rất là đặc biệt. Mình không có thấy có giường nằm đâu mọi người, có lẽ là ông bà đang sinh hoạt ở ngoài kia rồi. Còn căn nhà này là căn nhà chắc là từ thời ông bà còn trẻ để lại. Đó các bạn ạ, mình muốn ghi hình một cách chi tiết nhất cho mọi người. Đó, gà kia không biết là gà của ai nữa, chắc là gà của hàng xóm lên quấy thôi. Ơi,
nghỉ nhá, cháu chào nhá. À, không hiểu tiếng phổ thông này. Vậy đấy. Mình cũng không biết tiếng Mông luôn, rất là khó giao tiếp. À, tức là má thì vẫn hiểu ý mình nói đấy. Và mình chào mình về. Đó, và có lẽ vừa chào khán giả rồi nhưng mà bây giờ thì nội dung video của mình mới kết thúc được. Và cũng rất là may mắn bởi vì được trải nghiệm vào nhà một cái căn nhà truyền thống của đồng bào người Mông, còn lưu giữ rất là nhiều những kỷ vật, như đặc biệt là không có giường chiếu gì cả. Có lẽ là ông bà đang sinh hoạt hết ở cái khu vực ngoài cái chỗ trồng rau rồi. Đây, lại. Ừ. Ờ, để chắc ạ. À.